Chào cả nhà. Trong video clip ngắn này, FF Việt sẽ chia sẻ với mọi người một bộ sách hay để mà mình luyện thân. Thì thân tâm trí là một khối thống nhất. Nếu mà cơ thể không khỏe mạnh thì trí tuệ cũng không thể minh mẫn được. Do đó, trong kỳ này thì mình giới thiệu một bộ, đó là sách Nhân tố Enzyme. Trong bộ thì có 3 quyển. Thì quyển trên tay mình là quyển về thực hành, còn nền tảng nghiên cứu thì là ở hàng cái quyển trước. Đây là cái bìa sách. Mọi người có thể tìm mua sách ở sách cũ hoặc là ở các cửa hiệu, hoặc là nghe radio, book, nghe mấy cái audio cũng được. Thì ở trong cái quyển này, quyển thực hành thì nó sẽ xoay quanh 7 cái chủ đề chính. Đó là dạy về cách ăn, uống, bài tiết, hô hấp, vận động, nghỉ ngơi và yếu tố về tinh thần. Thì nội dung chính của bộ sách này là của tác giả Shin Ja. Ông này là bác sĩ chuyên bên ngành chuyên môn là dạ dày, đường ruột. Thì ông nghiên cứu và biết được rằng là cái yếu tố enzyme đó là cái yếu tố quan trọng nhất liên quan đến sức đề kháng của con người. Và làm thế nào để mà tăng cái sức đề kháng tự nhiên, tránh lãng phí những cái yếu tố, nhân tố enzyme quý báu của cơ thể. Thì thông qua các hướng dẫn thực tiễn ở trong cái quyển sách về thực hành này thì rất là dễ hiểu và nó mang tính thực tiễn hoàn toàn. Chẳng hạn như là ở trong cái mục ăn uống thì dạy về nên kiêng cử những cái thực phẩm gì, rồi ăn uống vào giờ giấc nào, rồi những cái loại thực phẩm nào tốt để mà tăng cái lượng enzyme cho cơ thể tự nhiên, rồi uống nước thì là nên đầu tư để mà có được cái chất lượng nguồn nước tốt đấy, rồi các phương pháp để mà bài tiết, rồi cách thở, rồi cách vận động thể dục thể thao, rồi chế độ nghỉ ngơi, rồi cũng như là những cái yếu tố tinh thần nào để mà hỗ trợ cho cơ thể tự. Tại vì ở trong cái quyển này cũng có đề cập tới một phần, đó là về cái minh triết phương Đông, đó là tâm sinh tướng. Thì cái tâm trạng như thế nào thì nó ảnh hưởng tới cơ thể như thế đấy. Ông này thì chuyên bên nghiên cứu bên y khoa, ông cũng là bác sĩ giải phẫu luôn, nên có điều kiện để mà làm xét nghiệm. Và em thấy là khi một người cái tâm trạng giống như lo âu đi thì cái dạ dày của họ sẽ gặp những cái vấn đề về sức khỏe cao, và gần như là tất cả những cái người cuộc sống hiện đại của cư dân Nhật Bản cũng như nhiều quốc gia tiên tiến thì đều mắc phải những cái chứng tương tự. Cái yếu tố tinh thần nó ảnh hưởng tới cái lục phủ ngũ tạng của mình. Rồi thì nói chung quyển sách này rất là giá trị và có tính đạo đức cao để mà tự mình ý thức về chăm sóc sức khỏe cá nhân. Mọi người có thể tự mua để nghiên cứu. Nội dung thì viết rất là dễ hiểu, đọc qua là hiểu liền và biết cái cách thực hành. Nó cũng thoải mái thôi chứ không có gò bó ép uổng gì. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip. Chúc mọi người có thêm nhiều cái kiến thức y học hữu ích và tiến hành thay đổi cái thói quen sinh hoạt để giữ gìn cơ thể khỏe mạnh. Nhớ like và subscribe kênh Update để chuyên mục sách hữu ích dành cho trader nhé. Cảm ơn mọi người.